lâu rồi Hiếu chưa trở lại con đường nghệ thuật á. Vì sao? Vì rồi Hiếu cũng bị mất lửa trong cái nghề của mình á. Khi mới Hiếu bắt đầu đi hát á thì mình rất là thích hát hò, và mình ngày nào mình cũng ngoài thời gian rảnh mình tập trung cho cái việc ca hát, đi kiếm bài thu âm rồi làm tất cả mọi thứ cho cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà sau bạn đi thời gian đây gần đây thì cỡ khoảng 2-3 năm gì đó, Hiếu bắt đầu bị mất cái lửa với nghề. Nhiều khi mình cầm một cái bài hát lên mình không có cảm xúc với bài hát đó. Và khi đi phối nhạc tất cả mọi thứ đó, nói chung là mình làm theo cái công việc thôi, chứ cái đam mê của mình nó cũng gần mất. Thì thời gian đây khi gặp được Kỳ thì Kỳ có nói là Kỳ không muốn cái năng lượng trong người Hiếu nó bị mất về cái nghệ thuật như vậy. Thì Hiếu về Hiếu cũng nằm suy nghĩ và Hiếu sẽ cố gắng nhiều hơn để phát triển sự nghiệp của mình. Thật ra thì Kỳ cũng vậy, ví dụ như là một thời gian khá là lâu Kỳ tập trung vô trong kinh doanh á, cái công cứng việc kinh doanh nó cứng nhắc, nó rất là lý trí và nó cần độ chính xác. Cái khả năng chính xác của Kỳ nó lên tới cái kiểu mà chính xác tới từng lời nói á. Rồi lúc đó bắt đầu Kỳ bị mất lửa. Bởi vì khá lâu mình không hoạt động nghệ thuật, chỉ là lâu lâu mình nhớ nghề thì mình có thể tham gia một vài show. Nhưng mà cái lửa mà kiểu mình muốn hoạt động đúng nghĩa về một diễn viên và hóa thân những nhân vật mà mình muốn trong những cái tác phẩm thì Kỳ mất. Và khi đến như thời điểm bây giờ, Kỳ cảm thấy rằng là Kỳ đã được sống và làm việc hết mình, Kỳ đã đạt được rất nhiều cái kế hoạch như mình mong muốn, gần như là toàn diện luôn, có nghĩa tất cả các kế hoạch của Kỳ đều được đạt hết rồi. Nhưng mà thấy cái chưa đạt được là thấy như Kỳ chưa lấy chồng, đúng không? Báo chí truyền thông là ai cũng nói vậy hết, sao mà không chịu kiếm một người nào đó. Hiếu biết không, cái điều mà điểm chung á là tất cả khách mời của Kỳ đều hỏi khi nào lấy chồng, Kỳ phải tìm một người đàn ông, hiểu không? Không, câu đó có tiếng nữa Hiếu sẽ hỏi giờ. Không, hỏi rồi nhưng chưa bao giờ có giải đáp. Đúng, bởi vì nó cứ rối á, kiểu mà nó cứ Kỳ, chính Kỳ bị lưng lửng. Lưng lửng là không biết chọn người đàn ông cho mình. Đúng rồi, Kỳ nghĩ rằng có thể là do Kỳ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Nhưng mà mình thử tìm hiểu rồi chưa? Cũng chưa luôn. Chưa luôn sao Hiếu? Trời ơi. Thí dụ như bây giờ mình yêu nè, mình phải thử mình yêu, mình mới biết được. Hiếu ơi, chúng ta sẽ lại quay về lại cái vết xe đổ của rất nhiều người. Là cũng giống như Hiếu á, lúc đầu cũng nghĩ rằng sẽ khuyên được. Nhưng mà sau đó Kỳ cứ không, Hiếu không khuyên, Hiếu đang hỏi thôi. Coi thử tâm lý của người bạn mình như thế nào mà sao lại không xuất hiện một người yêu. Thì đúng rồi, thì mấy người kia cũng là đưa ra tham mưu tư vấn, hỏi xong rồi này nọ, nhưng rồi cứ không bao giờ tìm được lối thoát. Không nó tìm được lối thoát là... cho Kỳ luôn. Đúng rồi, bó tay trả về luôn. Là bởi vì nó rối như tơ lòng á. Thật ra như mọi người nhìn nhận á, nhìn ở ngoài thì Kỳ có tất cả mọi thứ. Nhưng mà Hiếu nghĩ là Kỳ cũng sẽ có những cái nỗi buồn cho riêng mình. Tại vì với công việc của Kỳ như vậy, với sự áp lực kinh doanh, rồi nghệ thuật, rồi tất cả mọi thứ, thì đôi khi Kỳ cũng sẽ rất là mệt mỏi nha. Ví dụ giờ Kỳ bận kinh doanh đi, Kỳ bận làm tất cả mọi thứ, thì cái quỹ thời gian đó nó đã dành cho cái sự hy sinh, cái sự làm việc của mình, sự suy nghĩ của mình. Nếu như có một bạn trai thì cũng khó nữa, Thiếu nghĩ là khó. Vì sao? Khó là tại vì Kỳ quá bận rộn. Dạ, cái đó là cái khuyết điểm của Kỳ, là vì Kỳ quá bận rộn. Thiếu biết là quanh Kỳ lúc nào cũng sẽ có người chăm sóc và tất cả mọi thứ. Nhưng mà có đôi khi nào Kỳ nghĩ là Kỳ cũng phải có người đàn ông chứ hả? Thật ra thì Kỳ nghĩ rằng... Sao lại khóc? Một người đàn ông khi mà yêu Kỳ không biết là họ có bị áp lực nhiều không ta? Chắc Hiếu nên hỏi những người đàn ông đó. Không, riêng đối với Kỳ thôi, Hiếu nói là đang hỏi về cảm xúc của Kỳ thôi. Ví dụ bây giờ Kỳ thử tưởng tượng đi, bây giờ Kỳ có một người yêu thì Hiếu nghĩ là cái người đó sẽ chịu áp lực rất là nhiều. Ví dụ như là nhiều người sẽ nói là ồ cái anh này ví dụ như là có lẽ là về trình độ có thể thua hơn nè, rồi hoặc là sự giàu có đi cũng có thể thua hơn nè. Đó cũng là cái câu hỏi chung của những người bạn khi đến đây. Ồ vậy hả? Và cũng không thể giải thích được luôn. Kỳ nghĩ rằng là nó vẫn là một câu chuyện rằng là áp lực, và giống như Kỳ chọn gì và người đó chọn gì thôi. Tôi thấy là tình yêu thì nó nhiều khi nó sẽ đơn giản hơn. Ví dụ như là người ta thấy thích nhau tới với nhau thôi thì nó đơn giản hơn. Còn bây giờ nhiều khi mình yêu mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng mệt hả? Nhưng mà kiểu mà thích nhau đến với nhau đó là dành cho những tình yêu trẻ. Ủa Kỳ già rồi hả? Chúng ta trưởng thành. Đó. Thì mà sao mình kêu mấy người trẻ, mình cũng trẻ, mình cũng trẻ mình mà. Mình trẻ nhưng mà cái đầu mình trưởng thành. Nói chung là mình trưởng thành mình sẽ yêu sâu lắng hơn, có sự chắc chắn hơn, lâu dài hơn. Và mình có yêu lý trí nữa.
Có nghĩa là mình ngoài cái cảm xúc và tình yêu thật sự thì mình cũng sẽ luôn luôn có sự phân định là đến được và không đến được hay có tương lai không. Thì Hiếu nghĩ là sau này Kỳ nếu mà gặp thì cái người đàn ông nó sẽ là một người đàn ông kiên nhẫn. Kiên nhẫn về quỹ thời gian hay kiên nhẫn cho chính cuộc đời của Kỳ luôn? Kiên nhẫn cho chính cuộc đời của Kỳ. Nhưng mà Hiếu nghĩ rằng người đàn ông như thế nào thì phù hợp với Kỳ và có cái tính kiên nhẫn đó và hiểu tâm hồn Kỳ. Tại vì Kỳ nghĩ rằng là cuối cùng ấy, những cái người mà Kỳ không thể đến đa phần vì họ không hiểu tâm hồn Kỳ. Quan trọng là do Kỳ thôi. Tại vì Hiếu nghĩ Kỳ là một người thông minh thì... Nhưng mà Hiếu có hiểu không? Rằng là khi một cái người thông minh thì họ luôn luôn rất là tự tin. Nhưng mà tới một lúc nào đó, ngay cả trong kinh doanh nha, tới một lúc nào đó mà họ làm một cái gì đó thất bại, tự nhiên họ bị rụt rè. Sắp tới sẽ có một người đàn ông nào đó họ có đủ kiên nhẫn để mà họ chứng minh cho Kỳ biết được cái tình yêu chân thành để lấy lại sắp tới là cái cảm xúc cho Kỳ. Sắp tới là Hiếu làm thầy bói Hiếu biết luôn, sắp tới sẽ gặp cái người kiên nhẫn đó hả Hiếu? Hiếu nghĩ là trong cuộc đời sẽ gặp chứ chẳng lẽ ế hoài đúng không? Chẳng lẽ người tới ông tới hoài đúng không? Hiếu bản thân mà tới phà tôi vậy nữa hả? Thì thật ra mình nói vui mình nói ế chứ mặc kệ nói ế ai tin nhỉ. Đúng rồi, với lại Hiếu nghĩ là giống như là cái tình yêu đối với Kỳ quan niệm khác với mọi người. Những người bình thường đi, họ quan niệm là cái tình yêu nó phải đến tuổi này nó phải yêu, hoặc là đến tuổi này nó phải lập gia đình, cưới chồng cưới vợ. Nhưng mà đối với Kỳ thì cái cảm xúc và cái tôi cá nhân của Kỳ cao nhiều hơn. Kỳ nghĩ là sau này cái tình yêu đối với Kỳ nó không quan trọng là tuổi tác đó. Nên là cái người đàn ông sau này đến với mình và giữ chân được mình đó, nó mới là cái điều quan trọng. Tại vì dù sao Kỳ cũng là giống như là kiểu một con ngựa hoang vậy đó, đúng không? Ai mà có thể kìm lại được. Sao Hiếu hiểu Kỳ nhiều quá vậy? Nói nhiều thì cũng nhiều, nhưng mà ý là nhìn sơ qua thì Hiếu thấy con người Kỳ nó bao gồm những cái kiểu như vậy. Có lẽ là Kỳ cũng mong có một người nào đó giữ chân mình. Ai muốn tán Kỳ hoặc làm gì đó thì họ phải hiểu tính Kỳ, xong họ phải chuẩn bị trước tâm lý nữa. Hình như là mình đang chuyển qua một cái kiểu mà giới thiệu một người bạn tri kỷ giới thiệu về Kỳ để giới thiệu Kỳ cho mọi người biết. Đúng, để cho mọi người hiểu và chuẩn bị những cái tâm lý khi mà muốn vào cuộc chiến hả Hiếu? Sau này khi mà Kỳ có chồng á thì cái người đó sẽ nhắn tin cho Hiếu nè, kêu cảm ơn em, tại vì lúc coi chương trình thì thấy em nói chuyện với Kỳ, em biết được tính Kỳ như thế nào nên chinh phục.